Cảm ơn quý vị các bạn lại quay trở lại kênh Mua Bán Ô Tô của Vũ Duy Ô Tô, chuyên các cái dòng xe giá vừa rẻ vừa thơm. Và hôm nay thì em lại mang đến cho các bác một chiếc xe bán tải giá rẻ. Đấy, xe vẫn còn rất là ngon, khỏe và đảm bảo với các bác là không hề hối hận với cái tầm tiền của chiếc xe, thì có loanh quanh 200 triệu thôi. Đây là một chiếc xe Isuzu bán tải với động cơ máy lành bền. Dòng xe máy Isuzu là các bác biết rồi, nó là vua dòng xe máy dầu rồi. Và Isuzu tại thị trường Nhật Bản cũng là một cái hãng xe rất là nổi tiếng luôn. Và đây là một chiếc bán tải mà rất nhiều người yêu. Đấy, một chiếc bán tải máy dầu nên là đi rất là kiệm dầu, mức tiêu thụ khoảng tầm 8 lít dầu trên 100 km thôi. Tính ra thì các bác mất tầm khoảng 1.600 đồng cho một chiếc xe khỏe khoắn như thế này. Khỏe như xe tải, chắc như xe tăng và đầm bền bỉ rồi, vô đối luôn. Xe còn ngon, điều hòa còn mát và tất cả các chức năng là hoạt động hoàn toàn bình thường. Em này thì có động cơ máy 3.0 nên là các bác cứ yên tâm là riêng cái dòng này không bị ì, không bị yếu như những cái dòng xe máy 2.2 hay là 2.0. Và đặc biệt là cái dòng này thì máy nó rất là lành. Đấy, các bác về là chỉ có việc đổ dầu mà chạy thôi. Thi thoảng gọi là thay dầu bảo dưỡng để làm sao mà vận hành tốt trơn tru là được. Còn về đồng sơn cũng như là đèn đóm của xe thì sạch sẽ. Dàn lốp thì dày và dàn lốp vẫn còn mới nhá. Đây là các bác nhìn này, dàn lốp dày luôn. Đấy, Duro Bridgestone dày bịch luôn. Và cái dòng này là có cái dòng xe đã có la răng đúc rồi. Sắt xi gầm mẹ các bác nhìn này, sắt là không có han mọt tí nào nhá. Đây là toàn bộ là sơn lau phủ chống mọt rồi. Thế nên là các bác yên tâm. Dòng này là một cái dòng xe rất là kiệm dầu. Đấy, ăn dầu ít, khỏe và lành. Mỗi tội nó có một cái nhược điểm là kêu hơi to so với các cái dòng xe khác. Nhưng mà đây là một chiếc xe máy dầu nên cái điều đó là điều bình thường, không vấn đề gì các bác nhá. Đấy, đó là điều bình thường, không hề có vấn đề gì cả. Đấy, xe vẫn còn ngon, chất còn cứng, đét luôn. Và bác nào mà yêu thích cái dòng Isuzu D-Max, muốn mua một chiếc xe bán tải để đi lại cho nó yên tâm và an toàn, muốn mua một chiếc xe lành bền thì mời các bác qua cửa hàng em Vũ Duy Ô Tô xem xe và trải nghiệm luôn. Em này thì review xe thì em sẽ review sau, nhưng mà đầu tiên là em phải giới thiệu ngay cái quyển sổ bảo dưỡng này cho các bác xem. Phải nói thật là từ hồi em mua bán xe đến giờ em mới thấy có người cẩn thận đến mức độ như thế này. Cùng một nét chữ thôi. Bác ấy theo dõi bảo dưỡng này. Bác ấy mua từ Isuzu Baymax có thông tin đàng hoàng. Đấy, 2012, sửa chữa bảo dưỡng tại Hà Nội. Con này thì trước là biển Hà Nội rồi. Nói chung là cái dòng bán tải thì Hà Nội không Hà Nội thì cũng không vấn đề gì. Đấy, đây này. Thông tin đầy đủ có cả nhé các bác nhé, chữ ký đàng hoàng. Đấy. Và đến ngày cuối năm 2012 là đăng ký sang tên công ty tại Thủy Nguyên Hải Phòng, nhưng cái này không vấn đề gì nhá. Pháp lý đầy đủ. Đấy, ra tên bình thường. Đấy, thay dầu động cơ rồi thay lọc các thứ này có hết. Ngày mùng 4 tháng 3 năm 2014 này, sang 2015 này. Đấy, có hết luôn các bác nhá. Đấy, cùng một người đấy, người ta rất là cẩn thận, ghi chép đầy đủ rõ ràng. Đấy, 25 này, 27 này. Đấy. Và ghi rõ công tơ mét là đi được bao nhiêu vạn nhá. Đến 2019 là xe đã đi được bao nhiêu đây này? À không, bên này cơ. Bên này là 24 vạn này các bác ơi, ghi rất rõ luôn, 24 vạn này. Và hiện nay thì chiếc xe này là đang chạy là được 31 vạn rồi. Xe chuẩn chỉ, không có tua tiếc gì cả, 31 vạn nên là cũng đúng thôi. Ngay từ cái phần nội thất ghế này các bác nhỉ, nội thất ghế này của chiếc xe là nó đã cũ theo thời gian. Đấy, có những cái vết dạn, những cái này là ghế zin, ghế da zin. Đấy, cái này là bình thường các bác nhá. Đấy, 31 vạn, ghế da nó vẫn còn như thế này. Thế nó mới có cái giá như vậy chứ các bác. Vâng, nội thất ghế. Đấy, nội thất ghế da hai bên đều như nhau nhá. Đấy. Và chiếc xe này thì có, đây là ghế da. Đấy, tappy. Đấy, màu nâu rất là đẹp xịn sò. Và bên này thì các bác có thể để ý là mặt táp lô này có túi khí an toàn đầy đủ luôn nhá. Đấy. Và chiếc xe thì có màn hình, nhưng mà cái màn hình này và cái màn hình ở đằng sau thì các bác là gần như là không sử dụng đâu. Những cái màn hình này bây giờ nó không cần thiết lắm. Vâng, đấy, màn hình đầy đủ nha. Có điều hòa cơ này, điều hòa cơ thì rất là mát, cổng sạc và có cái cảm biến lùi phía đằng sau xe. Số tự động, cần số vẫn còn đẹp mới các bác nhé, chạy được 30 vạn nhưng cần số vẫn còn như mới luôn. Đầy đủ các cấp số và đặc biệt đây là một cái dòng xe leo đồi leo núi. Gọi là vượt địa hình ấy, nên là nó sẽ có nhiều cái cấp số nhỏ hơn ngoài cấp số D và đều là số tự động nha các bác nhá. Ngoài ra lại có thêm chế độ power nữa này. Đây này, chế độ power này dành cho các bác nào mà thích đi đường khó khăn. Vô lăng khâu da của xe thì còn đẹp và vô lăng là còn nguyên. Đấy, các bác nhìn này. Vô lăng khâu da còn nguyên. Đấy.
Còi to chắc chắn đấy các bác nhá. Và phần vô lăng thì có tích hợp túi khí an toàn. Nói chung là bản đủ số tự động thì bao giờ nhìn nó cũng sướng hơn các bác ạ. Đấy, gạt mưa, gạt kính các thứ là đầy đủ, không thiếu cái gì. Nước gạt sạch và đồng hồ hiển thị rất rõ ràng, 31 vạn các bác nhá. Kính điện 4 cánh hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy các bác thấy ạ. Vâng, lên xuống bình thường, không hề có báo lỗi tí nào. Đấy, đây, bên này cũng thế này. Đấy, tất cả kính là lên xuống hoạt động hoàn toàn ok. Nhưng mà các bạn là thời tiết nhanh tối ấy, em review thì em sẽ quay nhanh những cái chi tiết đấy thôi. Còn trần của chiếc xe thì vẫn còn ok. Nói chung là trần thì có 6 điểm thôi. Đấy. Một mẫu xe bán tải ngon lành cành đào nhập Thái Lan. Đấy, con này thì được cái là chạy rất là ngon. Toàn bộ chỉ keo này, tất cả chỉ mép của xe là còn nguyên này. Đấy, chỉ nguyên nhé các bác nhá. Và đây là một cái dòng xe bán tải chạy rất là ổn định luôn. Đấy. Hàng ghế đằng sau sạch sẽ, da khâu đẹp. Đấy, và tapi cũng thế này. Đấy, tapi này. Đấy các bác ạ. Vâng. Một mẫu xe 2009. Đấy. Gầm cao, máy khỏe, dàn lốp còn đẹp. Đấy, dàn lốp này. Đấy, còn mới tinh nhá. Dàn lốp khỏe thấy trẻ trung, và các bác có thể nhìn là tất cả sắt xi của xe là không có mục hoạt tí nào. Sơn sườn, tôn vỏ căng, và em này thì có cái quả thùng để đồ cũng tương đối là rộng, kín nước phết các bác ạ. Đấy. Thùng chậu là kín nước nhá. Và chiếc xe này thì trước cũng đã chở đồ nên là đương nhiên là cái sàn thùng nó cũng cũ theo thời gian chứ không thể được là như xe mới được rồi. Nhưng mà nói chung là tất cả các cái này thì hoạt động hoàn toàn ổn định và không hề có bị lỗi. Đấy. Xe là cam kết đảm bảo là không có đâm đụng. Đấy, đà hậu sau của xe là còn nguyên này. Đấy, chỉ tất cả các cái mép chỉ này còn nguyên luôn này. Đấy. Thời tiết nói của các bác nhanh tối dã man. Vừa nãy thì em cũng có tí việc nên là đâm ra là em đang quay dở video, xong rồi nhảy sang bây giờ thì cái thời tiết nó đã tối rồi, thì các bác thông cảm nhá. Đấy, mặt đèn này sáng choang luôn, đèn đó mình sạch sẽ sáng rồi. Đấy, và chiếc xe này thì được cái là có bộ gầm rất là ok. Đấy, dàn lốp này đẹp này, toàn bộ dàn lốp thì đúng là không phải nghĩ rồi. Đấy, các bác mua về là chỉ việc đi. Mà giá tiền thì em này có hơn 200 thôi. Đấy, gầm còn nét như thế này mà. Đấy, có hơn 200 triệu các bác đã có ngay được chiếc bán tải số tự động, máy dầu. Đấy, khỏe. Và cái đây một chiếc xe mà nói các bác là chạy cực kỳ lành bền luôn. Đấy, không hề hỏng vặt nhá. Một dòng xe trầy cối, và giá của chiếc xe này thì em đang bán nó chỉ có hơn 200. Đấy, không hề cao một chút nào. Đấy, đây các bác này, dàn lốp này. Đấy, dàn lốp còn rất là mới và sạch luôn. Và máy thì khỏe. Máy dòng này thì hơi rất là căng luôn. Đấy, để cái lên ngay. Và em này thì nó có nhiều cái chức năng rất là ok. Đấy, ví dụ như là khả năng vượt đèo leo dốc, mặc dù đây là một mẫu bán tải một cầu thôi, chỉ một cầu thôi, nhưng mà nó rất là khỏe luôn. Đấy, động cơ máy dầu của chiếc xe là động cơ máy dầu 3.0, ăn dầu rơi vào tầm khoảng 8 lít dầu trên 100 cây. Đấy, turbo rồi. Đấy, đấy. Rất là sạch, khỏe. Và xe thì đảm bảo cam kết cho bác 100% là không có dầu mỡ nhá. Không có dầu máy, đấy, không bị dò dầu, đấy, không bị ẩm mốc. Và các cái phần đầu tai thì của xe là còn ngon nguyên. Xe đảm bảo là chất cứng và không có đâm đụng. Đấy, không đâm đụng này, không ngập nước này. Máy số ngon lành, con này máy được làm rồi chứ không phải là không làm đâu, máy đã được bảo trì và làm rồi. Còn đương nhiên là theo chất đấy, các bác nhìn này, tấm thảm chống nhiệt của xe là còn ngon nguyên. Và cái dòng này thì thường thường là cứ 10.000 cây thì mới phải thay dầu một lần. Đấy, chất tôn vỏ của xe thì rất là cứng luôn nhá. Và đèn trong, cái đèn trước này các bác này, đấy, đèn trong vắt luôn đấy, không hề ố mốc, không hề rạn nứt. Biển Hải Phòng 15C01 05051. Và cái xe cái này thì vẫn cứ đăng ký đăng kiểm bình thường. Đấy. Pháp lý đầy đủ chuẩn chỉ cho các bác luôn nhá. Đấy, bác nào mà yêu thích cái dòng xe bán tải Isuzu D-Max, muốn mua một chiếc xe giá rẻ, muốn mua một chiếc xe chất và lanh thì vừa về xong, thế nên là các bác có thể là qua xem xe trực tiếp. Đấy, lái thử trải nghiệm luôn và ring em này về để mà gọi là kiếm thêm thu nhập, tăng gia sản xuất. Đấy, xe rất là ok và cày cuốc thì rất là tốt. Đấy, thùng bệ, sàn thùng các thứ ok. Đấy, kín luôn. Và xe thì đấy, vừa về xong ấy, các bác nhá.
Cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những chiếc xe bán tải giá rẻ tại em Vũ Duy Ô Tô. Vũ Duy Ô Tô chuyên các cái dòng xe giá rẻ cho tất cả mọi nhà. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Isuzu D-Max đời 2009, máy dầu 3.0 một cầu, số tự động, khỏe, lành. Và cái dòng này thì nói các bác là gọi là chỉ có voi đi cày để kiếm thêm tiền cho các bác thôi. Cảm ơn các bác, xin chào. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.